Nhằm khai thác thế mạnh kinh tế vùng gò đồi, những năm qua, huyện Hải Lăng đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân xây dựng mô hình trang trại, gia trại ở vùng gò đồi. Hiện trên địa bàn huyện Hải Lăng đang thực hiện thành công việc chuyển đổi hàng trăm hecta đất gò đồi và các mô hình vườn tạp để đưa vào trồng các loại cây có giá trị cao như hồ tiêu, cao su, chè xanh, cam, bưởi, quýt cùng các loại cây công nghiệp khác. Đặc biệt, Hải Lăng đang đưa vào trồng thử nghiệm các loại cây trồng mới như cây dược liệu, cây bơ, cây dừa xiêm lùn. Từ việc chuyển đổi cây trồng đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Trung bình mỗi hecta cây trồng được chuyển đổi đem lại thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng. Riêng cây cam cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi hecta. Trong thời gian tới, thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế vùng gò đồi. Cụ thể là đối với trong cây lâm nghiệp thì chúng tôi sẽ ban hành cái đề án phát triển kinh doanh trong rừng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Qua đó thì có các cái chính sách kèm theo để thực hiện cái đề án này. Về phát triển trong cây ăn quả, cây dược liệu vùng gò đồi thì chúng tôi cũng có cái chính sách để hỗ trợ người dân trồng cây ăn quả, trồng cây dược liệu ở vùng gò đồi để đem lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân. Phát huy tiềm năng kinh tế của vùng gò đồi theo nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp đã và đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng gò đồi theo hướng đa cây, trong đó tập trung phát triển các loài cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững và thích ứng được với biến đổi khí hậu, nhất là trong điều kiện khô hạn và mưa bão. Ngoài ra, các địa phương cũng đưa vào trồng thử nghiệm một số loài cây trồng mới như sâm bổ chín, cà gai leo, chanh leo, sa chi, cây bơ, dược liệu, cây sầu riêng. Quá trình thực hiện cho thấy rằng các loài cây trồng mới này đều sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, nhất là trên vùng gò đồi. Song song với các cái cây trồng truyền thống thì thời gian đến ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm đưa các cái đối tượng cây trồng mới vào để làm đa dạng thêm phát triển kinh tế nó lớn hơn, như cây sầu riêng, rồi cây sâm ngọc linh, rồi sâm linh chi vân vân, và các đối tượng cây trồng theo cái hướng hữu cơ và có chứng nhận và để truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, làm sao đó để được nâng cao được cái giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Bên cạnh tập trung sản xuất thâm canh cây lúa, tỉnh Quảng Trị đã chủ động đáng kể đến chương trình cải tạo và phát triển cây trồng chủ lực ở vùng gò đồi, qua đó góp phần quan trọng vào giá trị phát triển kinh tế nông nghiệp hàng năm của địa phương.